Thời báo chấm đe lại mượn cớ để bày trò bài Trung. Hàng thập kỷ trôi qua, quan hệ Việt-Trung tuy có lúc thăng trầm khác nhau, nhưng hữu nghị hợp tác vẫn là dòng chảy chính, dòng chảy đó. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai quốc gia dày công vun đắp, duy trì xu thế hữu nghị hòa bình, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Sau một số sự kiện nhạy cảm giữa hai nước, đã có một số nhóm người khoác áo nhà dân chủ, trí thức, học giả, yêu nước, hô hào bài Trung, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, không giao lưu, tiếp xúc với công dân Trung Quốc. Thậm chí đã có những hành vi kích động đập phá tài sản của những người biểu tình tại các khu công nghiệp là hành động cực đoan, có hại, cần phải phê phán, loại bỏ. Những tư tưởng, hành động cực đoan, quá khích đó không những gây thiệt hại cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Trung Quốc, mà còn gây thiệt hại trực tiếp cho chính người tiêu dùng, người lao động, người sản xuất, kinh doanh Việt Nam, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng hình ảnh của một quốc gia thanh bình, yêu chuộng hòa bình, điểm đến an toàn hấp dẫn trong con mắt bạn bè quốc tế và gây thêm khó khăn cho cuộc đấu tranh bảo vệ biển đảo của chúng ta. Gần đây, lợi dụng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024, diện hiệp định với 77 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, với cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của nhà nước. Chuyện hết sức thông thường như Việt Nam đã thỏa thuận với nhiều quốc gia khác, thì trang Thời báo chấm đe xuyên tạc rằng chính phủ tuyển gà phục vụ Hoa Nam tình báo cục. Với thứ lý luận vô cùng ngớ ngẩn, chính phủ Trung Quốc không bao giờ hào phóng cho không ai cái gì. Việc họ bỏ tiền ra đào tạo cho cán bộ Việt Nam được xem là động thái tuyển gà. Để đào tạo theo ý đồ của chính phủ Trung Quốc, những người này sẽ luồn sâu, leo cao để rồi một ngày nào đấy họ đem đất nước này dâng vào tay giặc. Rồi kích động không chỉ những người lâu nay chỉ trích Đảng Cộng sản công khai, tỏ ra lo ngại về điều này, mà ngay cả đảng viên Đảng Cộng sản có tâm với đất nước cũng cảm thấy lo lắng. Ông Trọng đang dần thay máu trong nội bộ đảng, để biến đảng thành Made in China. Dễ thấy ngay, đây là trò hề quen thuộc. Trước hết, cần biết rằng 77 suất học bổng mà Trung Quốc dành cho Việt Nam là quá ít so với số du học sinh mà Việt Nam cử đi theo hiệp định các nước. Chẳng hạn, theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm 2024 sẽ có 1.000 học bổng chính phủ du học Liên bang Nga, 200 học bổng chính phủ du học Hungary, 60 học bổng chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chưa kể Việt Nam còn có hiệp định cử học sinh du học tại Úc, Ba Lan, Belarus, Bulgaria, Romania, Campuchia, Maroc, Cuba, Mông Cổ, lên đến con số hàng nghìn. Vậy cứ theo cách suy diễn này thì chẳng mấy chốc cán bộ đảng viên người Việt Nam biến thành tình báo vô số nước như Nga, Hung, Úc. Thứ hai, nếu chiếu theo thứ logic này của Thời báo chấm đe, số người nước ngoài đến Trung Quốc để học tập trung bình ở mức 500.000 sinh viên một năm đều là tuyển gà cho tình báo Hoa Nam. Thêm nữa, Trung Quốc là một nước lớn với gần 1,5 tỷ dân có nền kinh tế khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới. Cả thế giới đổ xô đến làm ăn học tập, tại sao du học sinh Việt Nam đến đó học tập lại coi là chính phủ tuyển gà phục vụ cho Hoa Nam tình báo cục? Là một người dân Việt Nam bình thường, chúng ta cũng biết rằng trong quan hệ với Trung Quốc, hợp tác và cảnh giác không bài Trung cũng không tuyệt đối dựa vào Trung Quốc. Hai điểm không thể. Từ bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từ bỏ mối quan hệ láng giềng với Trung Quốc. Ba điều không nên. Khuyến khích chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, mơ hồ đối tượng, đối tác trong quan hệ quốc tế, xa rời luật pháp quốc tế. Bốn việc không được. Đối đầu cực đoan trong quan hệ quốc tế, liên minh với nước này để chống nước khác, buông lỏng tinh thần cảnh giác cách mạng, đánh đổi lợi ích quốc gia dân tộc. Thật khôi hài cho Thời báo chấm đe, hàng ngày cứ nhắm mắt viết bừa, kiểu như đang cố chạy bài cho đủ chỉ số KPI để rồi cho ra những sản phẩm với tư duy cấp thấp thế này.